các bác. Giờ nay mình nhà có khách các bạn ơi. Có không? Chín chuối anh ơi, gắp chuối đi. Chín nè. Vô mình làm về món nhậu chơi mà. Vô không điện gì hết trơn, biết đâu. Có chuối ăn chuối đi. Cho ăn chuối đi. Đi công chuyện về ghé các bạn ơi. Chín chùa. Chín dữ lắm rồi. Anh làm món gì anh? Chừa vớt chuối đi. Chuối gì không có mũ gì trơn, nước trong veo á. Rồi xong. Mình sơ sơ thôi, có mấy món ở trong tủ lạnh ra thôi chứ giờ này mà mua gì được đâu. Mình nhắc đúng dưới. Đây có đây. Thì ngay rồi giải khẩu biết rồi, rửa cho em bắt lên luộc ha. Giờ mình xài mà món tép xào cuốn bánh tán các bạn ơi. Rồi thịt heo ba gọi luộc với ruột nước rồi sẹt sẹt đó với hai anh em làm xương xương giò chay. Giờ mình chế tỏi tép làm xương xương đi, làm mấy món này mình. Ủa? Làm nước mắm bột ngọt ra giùm em ha. Nhà mình đặt cái chảo đó là to nhất thế giới. Chơi chứ giờ kiếm cái này cũng hơi mệt đó nghe các bạn. Công phu chắc ngồi chắc được 2 tiếng đồng hồ mới được. Lật cũng để đại trong tủ rồi nghe. Cái này mình ướp rồi ha. Chị hồi cái chị hai. Nước. Chị rửa cái nồi. Chị hai rửa ra. Rửa cái nồi sơ vòng ngoài hay thải lại đây giùm em. Cái này mình xào nêm nếm mình cuốn bánh tráng chung với thịt ba gọi nha các bạn. Ba gọi mình luộc. Bây giờ không có đi chợ gì xa chợ, giờ thành thủ có gì làm nấy. Có mình sử dụng nữa cái này, hồi mình nhớ này có than á. Cái mình nướng luôn. Tỏi có để sẵn rồi nha. Chưa để cho nóng chảo rồi đó. Ngồi để nó mát. Lâu sơ. trong cái 4 năm tháng dịch mới thuê có khách á. Cái dĩa đó họ chỉ xách vô sóc lên em nghe hai. Thơm quá, thơm quá. Bây giờ mình cho nó. Này là mình gọi là tôm con nha. Xài tôm con nha bạn. Kiếm lắm. Kiếm mót từ con chứ không có mình kiếm thải được. Nãy mình không nhớ nè. Cái miếng hành nè. Nhà hết hành luôn rồi. Gia vị kìa. Rồi từ đây đi. Trời. Dạ dạ. Rồi. Ít thôi, đằng đây cũng có nước nè hai ơi. Nêm nếm. Chút cái này. Đây. Chút một lọ. Cái nồi đẹp quá. Cái nồi một phát sau một phát như cái lọ. Thành vậy. Đường. Đường
và một tô nước mắm. Rồi được rồi, được rồi, được rồi. Để mặn mặn ăn cho đỡ hao. Trời ơi, lúc này tép mắt. Hậu điều lên. Chờ nó khô lại nha. Nhiều quá chứ. Này có than không ta? Hồi bỏ than vô. Bỏ than nước vô nước nè. Hồi bỏ than vô đi. Hồi anh bỏ than vô. Thế dựng cho nấu cái nồi thịt luộc luôn. Nó từ từ vô mình có than nữa, mình nướng nha. Công đôi chuyện đúng không? Dao chị xài sắc hơn, sắc vậy lên để xuống mình cuốn bát rồi. Dạ, đúng rồi. Cuốn bánh tráng này, chắc hai chắc là trong thịt kho liền lại luôn. Lỡ gọi cũng phải ăn cái lẩu cá. Rồi, có một đôi đũa mặn công cũng đôi chuyện luôn ha. Quay đầu. Mày cho nó khô lên hết à? Khô khô lại đi. Vô cái bát này nước luộc. Rồi mình ra cái rồi, ra một món rồi. Tép ra. Giờ mình ở đây mình giờ mình bỏ vô bao gọi mình luộc nó nha. Đừng hồi mình cuốn bánh tráng. Rồi rau sống mình cũng xong, đơn giản các bạn. Tại vì có hai ông khách mới ăn cơm xong có no, chắc ăn không nhiều rồi. Rồi giờ mình nhắc nó xuống đây, nhắc bằng chữ mới đi. Dì nướng đâu? Dì nướng đây nè anh hai, lấy mẹ anh hai. Wow, cho nó ngủ này cái mày sắc được không ạ? Đây nè, đây nè. Cái dòng cái quạt hả? Đây nè, đây nè, ngay tay em nè. Đây, giờ mình bắt dĩ nướng lên, mình làm món nữa. Là bắt đầu mình xơi được rồi đó. Để wow. Thấm rồi bây giờ. Hả? Không thấm lửa hả? Ừ. Thế nào, không thấm được. Em thấy cái quay cái quạt qua đây một chút thôi anh ha. Không, để cho lửa vô thêm. Anh ơi. Nóng lắm mày mù. Anh để cái thau xuống dưới, anh để cái nồi lên anh. Để thải ra ngoài cho chị hai. Chưa để cho nó. Rồi để cái nồi qua đó. Rồi tới đâu mình giải quyết cho nó xong hết đi. Đây. Vô thêm được. Có thang vô thêm là mình có đủ đồ nóng rồi. Đây là bật cái quạt lên em. Xem qua đây. Gọi đi sắt à. Kẹp vào đó. Chích nó sống đừng ngậu. Nóng không? Nóng không? Bụi ngắt nóng không? Không. Bụi ngắt nóng không? Không.
không nó cũng ba chỉ đâu mà chỉ cái nó mỏng quá. Ngán được ngán, ngán chiều khô khô này ăn. Nó tốt ngon. Nó tốt ngon. Bật mí cho các bạn coi nãy giờ cái sự cố gì xảy ra vậy. Nguyên cái tôm. Nguyên cái tôm mắm nêm làm vừa xong đem ra đổ một cái dẻo. Giờ bà phải vô bà làm lại. Còn chanh không? Hồi lúc em mỗi bữa gió là dữ lắm. Hôm nay sao nó không gió. Rồi, tự nhiên không sao luôn á, bình thường ngon lành luôn. Được chưa hai? Tôm này nữa là không còn gì nữa ăn nữa nha. Tôm này là tô cuối cùng rồi đó nha. Ba chỉ cho một ha. Ba chỉ. Đổ cái làm đóng giấy vậy nè. À, xong rồi đó. Bắt lấy cái chị người đó thì... Rồi anh hai người đó cái bếp lửa luôn. Giờ không đổ mồ hôi rồi kìa. Cái quạt đó. Được rồi cho anh hẹn đấy. Chính rồi chính. Ngày mười ba cũng tính quạt cái này. Phải có quạt vậy nè. Dạ. Bữa khúc ăn cho giỏi. Không, nhưng mà mình cuốn vô nó không ngán. Cuốn vô bánh tráng rồi nó không ngán. Chưa bữa qua đây. Ở đây đang cần mát mẹ. Cái khác tiền điện cho quay cho đẹp. Rồi xong rồi các bạn ơi, còn có muốn gột nữa. Giờ mình dùng đi các bạn ơi. Để nó nguội hết cái khách mình lo làm hoài hồi bỏ về hết nhưng mình ăn chết luôn. Chưa chín chưa chín. Sao mặt cho mát coi. Rồi, mình dùng cuốn dùng đi. Mình trước khi dùng cũng làm mọi người chai các bạn ơi. Chị hai lấy cái ướp. Đây. Để gì bây giờ? Để lên cho đừng ướp, có ai ướp thì làm. Lấy cái này. Điện nó mềm quá, cái không muốn điện nó khô. Cái này nó không có bằng bánh kia. Kia. Về đây nhậu với con rồi đi thì họ muốn bán đất suôn sẻ, bán đất chứ không phải là bán đất. Ôi chưa cái chén ơi, chưa cái chén ơi nha, làm một chai đây. đây muốn cho rồi cho mời các bạn nhé, mình về chai cho mát mát chút trưa các bạn ơi, để nhóm đi về hai chồng mình chút nó đổ này luôn. Quá. Chính chưa tôi thấy cái mồi này hấp dẫn luôn. Không. Không hẳn được rồi. Rồi có cái kéo không? Có đây nè. Tắt cái cục dài này ra để cho nó cứ ngang ngang mau chín. Nè em có đưa anh cái dĩa mà anh. Rồi. Dĩa nè. Rồi. Ăn dĩa xưa. Cuốn cuốn rồi. Đi. Mời các bạn nha, ăn mình... chuối các bạn. Thôi, mời nha, vẫn đưa đụng camera nó hôi gần các bạn, mắm đi.
Thơm chưa? Qua uống gì sao? Hai gấp bỏ đây nè. Còn hai ba tự giống. Giữ dần nhỏ cũng vậy. Từ đây nó nhỏ cũng. Đủ đủ như này. Chín chưa? Ba chín trái hết. Đầu có miếng ruột mà cái nhà này nó khối luôn. Các bạn coi gì? Chị gấp quẹt gấp vào đi. Hôm chưa chín đâu chị hai. Ờ không có được ạ. Hai ngày chín rồi nè. Nó chín mày đủ cái trơn rồi. Rồi vậy cắt cái quá đi. Chị ngắm ai cắt. Kéo mẹ. Chúng là thật cắt chia ngưỡng khúc ăn đỡ đi. Rồi, để lên đi. Nhứt ra đi đang ăn rồi chứ. Đỡ miếng này. Dưới ruột mà dài dây nè. Dưới ruột được 4 cái mà. Ăn thử khúc anh. Cảm nhận ơi. Nên hay. Cảm nhận cái mặn lạc cái dở cái nước đó. Đấm này vậy? Rồi họ ăn cắt luôn cho anh rồi rồi mặn nha. Giờ mặn cũng cũng nó lạc nữa nha, cũng nó dừa nữa nghe không? Cảm ơn. Giống mấy quá. Giống ruột heo quá. Mời các bạn luôn nha. Dừa. Cái mặn cũng nó vừa nữa. Không, bữa này ngon thiệt. Kể ra mình đếm cái này bao nhiêu con tép à? Con giật ra mình đếm à. Chia nhau 4 mình đếm. Em nói chín để hay rồi, con cái này chín để ít để. Sao mà để cứ khét quá nó ăn đúng không? Quá khô quá nó mất thịt. Mấy cái chừa con trai nó no à. Vô, cho hết cái này luôn nha. Gắp ra từ từ để nấu ăn sẽ ngon hết, không gắp nữa. Chứ để gắp, để ngồi ăn nó ngon. No hả? Không phải mới ăn mà no, quất con trai cái nó no hớ hả? Em miếng trái đi. Nóng gần chết nghĩ sao mà quay tao. Tao nóng dở. Nè. Nào lên nè. Ôm ra, ôm ra, ôm ra, ôm ôm, ôm ôm, ôm. Ốc ăn đi. Đồ quay ăn còn mắc cỡ. Thế gì đâu mà nó chua quá vậy? Thế chua. Ừ. Em thấy ngã. Cái này mình kẹp lộn rồi, nhưng mà cứ đưa nước mình thịt bò á. Chưa có ăn cái gì xong nó đưa nguyên cái dĩa cốc gì vậy, dĩa dĩa như thế. Không lấy khăn không? Ừ. Lau cái đi. Mát thôi. Giữ tận tình luôn nè. Cư rồi. Ngồi theo bếp lửa thì đúng là nóng thiệt. Ngồi nữa là hết à. Rồi anh ruột đi lên gấp ra nè, cái này chín luôn nè. Đây. Đây. Chai thứ hai nha các bạn. Cho em chai anh. Cắt nước qua. Đây cho hai
của một chai. Mời các bạn nha. Ngọt. Mới nói cái đầu tiên ngọt lắm. Nửa chai. Có mới còn chút. Còn miếng nhiêu đây? Ờ rồi đó, ăn cái uống cái hồi ở. Uống miếng đi tiêu ăn cho nó ngon. Vô nè. Ăn gỗ ghê rồi lắm em nắm nè. Vô. Các bạn nha. À, đã dùng đây. Không, này vừa ăn. Ngoài chung là bớt. Chị biết không? Được. Không thì gạo mà nghe nóng 3, 2, bơm nữa. Nóng luôn các bạn. Mà các bạn 3, nha. 2, còn có mấy bữa nữa. Nửa tháng. Nghe miếng bánh tráng anh hai. Nửa tháng nữa không ta? Nay 20 chưa ta? Khỏi nhúng đi. Bánh tráng này, bữa nay bánh tráng hơi mềm các bạn. Lấy bớt được nhiều con. Dạ. Các bạn nha. Mọi giờ. Hả? Rồi vậy đi. Lâu quá mà muốn tấm đầm ngon quá. Vô. Ngồi đây ngồi đạp tấm đầm nha. Tương á, ăn này ngon. Dĩ hả? Thế chua dữ trời. Khế là đúng cái chua luôn á. Nãy giờ tưởng khế ngọt không à. Cái khế này bệnh mầm của vụ ho nha. Đầm uống cho xị. Số chua anh hả? Ừ. Ngay tức cửa. Ngay tức cửa nhà mẹ em luôn á. Cây khế là cây khế ngọt. Bán cái cây khế rồi. Mà cây rễ của nó mọc lên cây khế chua. Bán cái cây rồi. Kiểu bán rồi cái rễ nó. Đúng rồi, đúng rồi. Bán. Nghĩ lên. Có mẹ cây khế hồi đó là mua đi. Cây khế đem vào trong cái cửa nhà cửa xưa phải không? Ừ. Đúng rồi. Bán cây khế rồi. Cái rễ nó ăn ra rồi nó mọc lên. Mọc lên giờ túm cây khế chua là ổng. Giờ lại mà đụng cây khế đó là ổng cự. Ủa gì hát? Cây khế chua đâu phải dễ kiếm. Được. Để thằng ơi giờ hiếm lắm á. Khó kiếm lắm. Lét hả? Ừ. Cho ngộ hả? Vậy khó kiếm còn thế kiển thế chát thì không à. Thế đó cái gì không? Tới đám tiệc ha, bò gì là người ta kèm ta ăn ngon lắm. Ăn đi nha, khét rồi nha. Tắt rồi hả? Giờ đưa ra ngoài đi, chừng nào ăn nữa mình đem vô. Ừ, tắt rồi. Cắt ra luôn hả vậy? Tắt ra để dĩa luôn ăn.
ăn bà gỏi này mềm ngon lắm. Nó ngon. Nó. Không có dạng thơm này. Hôm qua nhậu cũng đâu dính đâu. Nhưng mà nó đi mạch đuôi. Mà các bạn nha. Nói vậy nó còn gì nữa để nó đưa mày nghe chưa? Không có trong mình cứ nói chuyện. Ơi trời ơi. Tôi qua ở về. Về cái làm chú này chú gì là chú cao không ạ? Chú cao. Chú cao. Chú cao nấu ăn ngon lắm á. Chú này chú cao các bạn. Chú người ta cho cái một con. Nãy thử trái cũng dẻo. Tại vì nó không có bò dưới đất, nó cao lúc trời á. Mưa đất luôn, đáng nghĩa cái này có mỡ hành á. Những cái nấm nha, thấy vậy? Nấm nha. Nè, giòn gụm ngon nè, ăn đi. Cái chù trời. Còn nấm hỏi nè, gấp ăn đi. Chị em nó ngồi kế cái bếp, coi bộ. Còn mình ngồi kế cái dĩa cốc, dĩa xài, ăn muốn chết. Kế gì, kế manh này được rồi. Mấy tháng à? Tính ra 4 tháng mấy năm. 4 tháng mấy năm. Từ hồi dịch bùng phát tới giờ mới gặp lại là bao. Nhưng mà nhậu chung với nhau thì nhậu nhiều lắm rồi. Nhậu trực tuyến. Như học học online, nhậu online á. Nhìn bảo hai lâu lắm rồi. Có thế kỹ luôn mới gặp nha. Có thế kỹ luôn. Gia tài được cái cấp ăn chứ không có cái gì ăn mít bán. Mai thì còn nhỏ xíu. Giờ ăn cấp bả rồi. Wow. 17, 18 triệu mà nó đẹp hơn cái mít đó. Ba đã gì vậy? Ba tải 4 mấy ký. Được không? Lấy rồi. Bánh tấn luôn. Tại gì kìa. Ba tải chạy đâu? Còn nhiêu kem giấy không, có ba tái chạy thì mệt nghĩ chạy cái cây số rồi lại có 20 hai mấy ngàn thì xăng cũng hết tên rồi. Và mua nó nhiều tiền mít đó hả? 2 ngàn. Rồi nè, mất bằng 4 vậy ha. Còn là con thứ 4 không á? Vậy ha. Nhưng mà tại vì cái bữa mình hai đó là cái hai vậy ha. Con nước rồi đi không nước không đủ màu, còn đủ màu nó không mình bốt. Không nó là được mà cái nhì nó hư dở phải, nhưng mà có mấy tái mình cũng không nói, cũng mấy tái à. Mấy tái bắt cái tương rồi đó, gỡ tái, tái cái tương rồi đó. Qua. Ai đẹp? Sao mày đẹp mà lại nhỏ giữa mất đẹp. Ai đẹp? Vợ người ta đẹp. Đưa lên người ta nghe rồi thấy ta cười chết. Tôi gặp em của Thành. Đúng. Ừ. Ngồi nghe nó luôn. Nói cân làm sao rồi dẹp cho nó hỏi rồi. Chị hang đi chị hai. Uống tại hang đi. Phải vô. Cứ đánh tráng rồi làm xuống. Ừ. Ngon quá. Vô đẩy sắp bánh tráng để qua đây. Phụ nữ ăn nhiều hơn phụ nam mà. Quang còn năm tháng đây. Cầm nước. Đặt đại vô tép vô coi. Đặt tiếp xúc đại vô. Đặt đây các bạn. Ăn đại vô. Không đặt. Đó, ừ. Chết hết cuộc rồi. Cắt coi, cắt cái cuộc coi. Không cuộc ăn không ngon. Thiếu mồi gấp đại ra hết luôn em. Cái này anh cuốn luôn em. Ừ, cuốn đi rồi đưa chị hay làm cuốn khác. Để quỳ cái khúc nó vô luôn em cuốn căng tao lắm. Cái ăn không nổi á. Cái ăn không nổi á. Chị hai cái làm hai đi. Rồi. Tôi nuốt không được. Rồi, giòn ha. Nào mặn ra. Chạy cắt làm hai đi. Mặn lắm. Không có mặn đâu. Mặn. Đã không mặn. Rồi. Thôi mặn. Rồi. Rồi. Hai mày cuốn á. Vậy không để tao dành ăn sao mày. Để nguyên khúc gì luôn đi. Hồi ấy ra quất luôn cuốn nữa. Đó. Rồi. Thấy không các bạn. Cái bà nước mà chòm tay tới đó. Còn tôi ở đây là không có miếng gì. Đây đây đây. Bên đây là vậy. Còn bên đây vậy nè các bạn. Bên đây. Miếng dưa leo với một con. Nó thẳng một câu rồi nó nói chung là nó con tép. Ok, cuống rồi. Cuống rồi cuống. Đó, đẹp đó vậy đó. Chứ to không lồ. À, chưa đâu. Ăn ngay cảm nhận ơi. Cảm nhận ơi. Giờ cắn lâu quá hả? Gần giả.
Đây, đưa đây tôi cuốn một cuốn siêu to con lộ hết cái bực cục con táo luôn. Cuốn lại luôn rồi vậy nè. Cắn ra nhá. Cuốn mới có hai chai mà. Anh hai cuốn đi. Không, cuốn cái này có mỡ mỡ vậy ngon nha. Mỡ mỡ này ăn không ngán. Chứ ăn chị ăn không ăn nổi. Bây giờ tên hai nè. Ở đây à, hết. Guốc guốc. Ngon thôi. Guốc vô luôn đi. Thấy ngon. Đẹp. Đàn ông mặn yếu quá. Guốc đại vô. Cái chai bia nó tới đâu rồi? Sự rồi. Chai bia mình tới đâu hay? Từ hồi nãy giờ. Bây đầu mùa cuối mùa còn nhiêu đây nè. Đâu? Đâu đi. Lâu uống chắc bữa nay về vô nhân hùng đúng không? Vô. Vô nè. Anh lấy cho bia vô cho hai kìa. Đây. Vô. Vô hết luôn. Cũng em vô. Vô. Mà luôn. Ngon quá. Dạ. Mình ngồi không gì mình cũng vô cái các bạn. Vô. Nó miếng cái trời ơi, nướng ăn mình quá trời. Ai vậy em nữa. Cái gì gọi em? Ăn ăn đừng hốt hận nha, bọn hai có nướng. Người ta gọi là nhức nướng thiệt chứ. Làm gì làm không qua nướng. Mấy câu nhức nướng rồi còn gì vậy? Ừ? Nhức nướng gì ăn? Chứ không có nhức nướng gì xào vậy? Nhức nướng rồi nướng xong rồi ăn là gì là ăn? Nhức nướng gì ăn? Rồi nhức cái nó vô cuốn bánh tráng ăn được cái không? Vô cái này, vô 1, 2, 3, vô. Xin phép nha, tha mình luôn. Mình uống đừng như uống, mà mấy ổng uống như uống, uống không ép. Lớn lớn còn nhỏ hả? Không lại cái bụng bự mà bụng mình nhỏ. Bụng nhỏ chứ chạy tạch 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 cũng chạy hoài á. Uống này, nãy mình mở ra nước đá mình uống đâu. No thì no nhưng mà không bao giờ tê. Uống này tê thiệt. Chón chón mặt luôn. Cái này uống ruộng uống không thì gót ly nhỏ uống ruộng thôi phê vô lắm. Đảm bảo người mạnh mạnh vô uống ly nhỏ là ba chai là tê liền. Đâu ăn tái chuối cao tôi biết làm sao rồi, chuối cao rồi nó còn nhồng lên trời á. Nữa rồi cao quá rồi, ta trồng được ta đặt chuối cao đó. Chứ không có gì đặc sắc, nó giống à, nhìn mất nhìn kỹ, các bạn nhìn kỹ nó cũng giống tá chuối chứ đâu có khác đâu. Ăn thử ơi, cảm giác sao? Cảm giác này cũng giống tá chuối thôi, nhưng có khác gì đâu. Ngon. Được. Chấm miếng mưa ớt nữa. Ngon các bạn ơi. Ăn cỡ nào cũng lọt bao tử. Ngon quá. Chị hai ăn đi chị hai. Còn đồ ăn nhất ăn đại nữa. Ngon rồi. Ngon. Khế chua hả? Khế chua ăn thử miếng khế là chua. Đây. Chua lắm. Nè các bạn. Ăn ớt luôn nè. Cái gì nè anh. Vậy mới ngon nè. Nè nè nè. Vô vô vô. Cái gì vậy? Cái gì vậy trời? Thì cuốn cái gì không? Chứ hết thời rồi, giờ đâu còn chỗ để đâu mà để cái nhúng nước ở dưới sàn không có thấy đường, thọt xuống sao nó quá tự ướt. Cuốn à?
siêu to không lậu ai. Giờ cuốn cốc đi, đừng cuốn thịt nó. Đúng rồi, anh hai. Cuốn luôn. Giờ mình khế khó này nha. Tức là mình gắng cố gắng rồi. Thử thách. Thử thách cái cuốn này coi. Mở nè. Giao nè. Rồi vậy thôi, đừng để gì, đừng để gì hết. Vậy thôi. Cuốn ăn được hả? Để vậy thôi. Đừng có để thịt, để gì. Ủa sao cái đống có thịt nữa vậy? À, tôi thử thách ăn với cốc với gái thôi. Để hết vô. Con cuốn vậy nè. Cái cuốn. Rồi. Vô vậy nhét vô. Không có chơi vậy, chơi vậy, chơi gì kỳ, chơi bằng ai. Thử thách là thử thách đàng hoàng. Rồi. Rồi vô cái đi rồi hai chấm. Các bạn ơi. Bóp nó lòi rồi. Đuôi mà nó lọt chuột. Rồi để mình lấy. Vô. Rồi, các bạn nghe. Rồi uống chai đó nữa đi chia tay. Dạ nha, để không ấy cho nhiễu nhiễu vậy. Nguyên tại cốc luôn. À. Mày quay chi cho nó. Ăn hết vô. À, không có chấm vô bậy bậy à. Ăn đứa ngon không mà giờ không chấm ở đâu ra. Ăn vô đàng hoàng. Ngay hết một cái cốc đàng hoàng. Không có cắn gì. Đưa vô nha. Ngay đàng hoàng. Đưa vô. Đưa vô. Trời ơi, nguyên một tấc cốc. Đưa vô. Nhả gì vậy? Xương. Cốc nhả chứ xương dữ lắm. Đưa vô em. Đưa vô hết luôn. Chưa có hết cuốn nghe bạn. Bạn các bạn còn đừng mất thân chứ qua nhiều đó đâu. Không có thở gì hết trơn, ăn hết. Cốc gì nhả xương dữ à? Xương bự lắm. Con này con cái. Được đó. Trời ơi. Quá trời ơi. Ăn hết đàng hoàng, ăn hết cuốn bánh tráng lên đàng hoàng. Tới chuối. Trời ơi. Chú dễ ăn rồi mà. Thử đi. Chuối thịt heo. Tép. Ủa tấm. Thử cái mùi vị này coi nó ra làm sao. Mắm nêm nữa. Rồi thử chưa? Con mày chơi. Trời ơi, nó giỏi. Ăn hết đàng hoàng cuốn bánh tráng còn nhiêu đây nha cả nhà. Vô. Đây cũng bình thường, tôi cũng vô leo rau thịt thảo ăn mà đem cuốn cốc đồ vô ăn. Thử thách nè. Thử thách khó không? Hồi là cuốn không lột vỏ mà nè. Không mà hết cuốn đó đủ hết cái thau đó đó. Ăn giết nhanh lẹ vô coi. Ăn thử đi, biết cái mùi vị nó không đâu vào đâu. Gáp nha. Cô bà. Cô chưa? Hồi nãy giờ đừng uống bia thì ăn được. Uống chỗ nào quá. Chuối. Cốc.
Rồi. Chào các bạn ơi, hết nổi á. Chai này 3-4 chai rồi. Mình no quá. No quá. Bye bye. Chào tạm biệt các bạn. Các bạn yêu thích thì nhớ cho mình một like nha các bạn. Mình nói hết nổi cái cụ đó luôn. Cái cụ bánh tráng, nữ thịt bánh tráng còn gì đi các bạn. Hết nổi rồi. Rồi tạm biệt các bạn nha. Okay.